Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức tại hẻm số 2, đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Nguyễn Tất Thành, phía sau nhà thờ chính tòa Buôn Ma Thuột, với độ dài khoảng 100m. Tuyến đường sẽ có 23 gian hàng chia thành các khu vực đọc sách, uống cà phê, trưng bày đồ lưu niệm. Bên cạnh đó, trên dọc tuyến đường này sẽ được vẽ 19 bức tranh miêu tả cảnh đẹp Đắk Lắk, thể hiện các hoạt động sản xuất cà phê của nông dân cùng với đời sống văn hóa của đồng bào ED. Đây còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian, giao lưu văn hóa, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên miễn phí và thưởng thức những ly cà phê Buôn Ma Thuột. Dự kiến đường sách cà phê Buôn Ma Thuột sẽ mở cửa phục vụ du khách từ 8 đến 22 giờ hàng ngày.